Mẹ ơi, nhà mình có họ hàng ở Mỹ không? Có chứ con. Anh chị em họ của mẹ đều ở Cali. Rồi thì các chú, các bác của bố con nữa cũng đang ở Texas này. Mỗi ngày, chúng tôi cấp visa cho hàng trăm đương đơn có họ hàng tại Hoa Kỳ. Quyết định cấp visa dựa trên hoàn cảnh của bản thân bạn, chứ không phải dựa trên các mối quan hệ họ hàng. Việc đã từng đi nước ngoài có thể giúp củng cố hồ sơ xin visa của bạn, nhưng chúng tôi đưa ra quyết định cấp visa dựa trên toàn bộ hoàn cảnh của đương đơn, chứ không chỉ dựa trên một yếu tố duy nhất là các chuyến đi nước ngoài trước đó. Bất kỳ đại sứ quán hay lãnh sự quán Hoa Kỳ nào trên thế giới đều có thể truy cập vào hồ sơ visa và chi tiết buổi phỏng vấn của bạn. Do đó, nếu bạn xin cấp lại visa nhưng hoàn cảnh của bạn không có gì thay đổi thì kết quả vẫn như vậy.